Thời gian qua, người dân sống dọc con sông Mỏ Cày ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre rất bức xúc trước tình trạng xác lợn chết nổi đầy ở trên sông, bốc mùi hôi thối nhưng không có cơ quan chức năng nào ngăn chặn hoặc xử lý, ghi nhận của nhóm phóng viên. Xác lợn chết được vứt thẳng ra sông hoặc bỏ vào bao tải trôi sông lềnh bềnh, nhiều xác lợn tấp vào bờ, đang phân hủy và bốc mùi hôi thối. Đây là thực trạng mà người dân sống dọc hai bên sông Mỏ Cày đã phải chịu đựng và sống chung từ khoảng 2 tháng nay. Có người thì giục nguyên con, có người thì về cho nó vô bao, cho nên nhiều khi nó trôi, trời ơi cái bao mình không biết cái gì mà nó hôi, tổng dữ lắm hôi, chứ có gì á, nhất là nước rồng, rồng ở đây là nhiều dữ lắm, tại ngay đây cái bún là nó xây vòng vòng, nó không có trôi đâu được đâu, nó ở đây suốt ngày luôn, bà con đây người ta khiếu nại cái vụ này dữ lắm luôn á. Một ngày chân cho bún rồng này nó trôi dài ở đây nè, có thể là 5-6 con, hoặc 3-4 con, 2 con là thường. Heo, gà là gì nó trôi tùm lum ở dưới đây hết trơn. Mặc dù tình trạng lợn chết bị người chăn nuôi lén lút vứt ra sông, ngòi, kênh rạch gây ô nhiễm môi trường đã kéo dài hàng tháng qua, người dân cũng đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ một động thái gì từ cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương, ngay cả trong việc dọn dẹp vệ sinh môi trường. Không thấy, cái đó là không có, 100% là không có luôn. Lãnh đạo huyện Mỏ Cày Nam cho biết, huyện đã nắm được thông tin và đã nhiều lần tuyên truyền người chăn nuôi không được giấu dịch, tự ý vứt xác lợn bệnh ra sông. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Mỏ Cày Nam cũng thừa nhận nhiều hộ chăn nuôi vẫn còn giấu dịch do giá lợn hiện nay tăng cao. Trước thực trạng này, nếu tỉnh Bến Tre không có giải pháp xử lý kịp thời và hiệu quả, thì nguy cơ dịch tả lợn châu Phi sẽ tiếp tục lan nhanh, lan rộng, môi trường nguồn nước bị ô nhiễm cũng tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cho con người.